Trưa nay, ngày 18 tháng 6, tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh, Trịnh Quang Nghị, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ va chạm giao thông làm một cụ bà kẹt dưới bánh xe ben bị thương nặng. Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khoảng 11 giờ trưa nay, cụ bà ngoài 70 tuổi đạp xe đạp đi bán vé số trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Phạm Hùng đi quốc lộ 1. Đến giao lộ đường Trịnh Quang Nghị, cụ bà rẽ trái qua đường thì bị một xe ben chạy cùng chiều cũng đang rẽ trái tông trúng, cuốn vào gầm. Phát hiện vụ việc, tài xế cho phương tiện dừng lại rồi lùi về phía sau để người dân giải cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng thương tích khá nặng ở chân.